Thưa quý vị, lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2023 diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 với nhiều hoạt động kết nối, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Sự kiện đã góp phần tăng cường hiểu biết giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương đối tác tại Nhật Bản nói riêng. Hoạt động tại khu vực lễ hội bao gồm 80 gian hàng đến từ các tổ chức và đơn vị trong và ngoài nước, bao gồm giới thiệu văn hóa Việt Nam Nhật Bản, ẩm thực với các món ăn truyền thống hai nước, thông tin giáo dục, du học, du lịch và thương mại. Chương trình nghệ thuật trong 4 đêm đã giới thiệu các nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, hai đêm nhạc rock Việt Nhật đã truyền tải thông điệp kết nối trẻ trung, sôi động trong xu hướng giao lưu âm nhạc hiện đại trên thế giới. Bên cạnh đó, hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản, chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nhật với nhiều doanh nghiệp tham gia, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực cho hai nước và các hoạt động nổi bật như giao lưu trà đạo Nhật Bản, show biểu diễn đồ vật Nhật Bản, cuộn sushi khổng lồ của đầu bếp TikToker Hoshi Fan đã thu hút đông đảo khách đến xem và trải nghiệm. Khi mà em được vinh dự là được chọn thì em rất là vui, vui mà kiểu rất là hào hứng luôn á. Sau đó khi mà em được ăn thì em thấy là món sushi nó rất là tuyệt vời. Mình có đến tham quan một số gian hàng, có chỗ là sách Eon, sách truyện tranh, rồi mấy gian hàng ăn uống với lại những cái tổ chức mà của Nhật đã liên kết với Việt Nam, giới thiệu cho Việt Nam thì cũng quá kho để check in. Mình rất là thích, rất là nhiều bạn trẻ, không khí rất là sôi động, thích hợp cho những bạn mà muốn gọi là tìm hiểu về Nhật Bản. Lễ hội năm nay được sự hưởng ứng tham gia của nhiều đơn vị tổ chức trong nước và Nhật Bản. Đặc biệt, trong chuỗi các hoạt động của lễ hội, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng GCCID tổ chức không gian ánh sáng nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại khu vực công viên bờ Tây Cầu Rồng. Một trong những lý do khiến chúng tôi chọn làm không gian ánh sáng là vì từng bóng đèn nhỏ nhỏ thể hiện cho mỗi con người Nhật Bản và Việt Nam, và tất cả những bóng đèn đó hòa quyện vào nhau tạo thành một không gian ánh sáng rực rỡ, tượng trưng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt 50 năm vừa qua. Và không chỉ dừng ở 50 năm, mà chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới kỷ niệm 100 năm trong giai đoạn tới để mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng bền chặt và rực rỡ hơn nữa. Lễ hội Việt Nam Nhật Bản do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, được tổ chức bởi Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cùng sự phối hợp của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, chính quyền các địa phương Nhật Bản. Những người nổi tiếng tại Việt Nam tham gia công tác lễ hội đều đánh giá cao về công tác tổ chức của thành phố Đà Nẵng năm nay. Hoshi đánh giá luôn luôn rất là tích cực về cách mà ban tổ chức đã làm những sự kiện như thế này. Như năm ngoái, bên mình cũng làm rất là tuyệt. Năm nay Hoshi thấy là có nhiều cái được chỉnh chu hơn năm ngoái và có một cái không gian náo nhiệt hơn năm ngoái nhiều. Đây là lần thứ 8 lễ hội Việt Nam Nhật Bản được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, đúng dịp 50 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước. Trong những năm qua, hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản không ngừng phát triển, trở thành điểm sáng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Nhật Bản. Trong đó, nhiều chương trình hợp tác đã đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, Đà Nẵng có quan hệ hợp tác với 20 tỉnh thành của Nhật Bản. Sự xích lại gần nhau giữa nhân dân hai nước đã giúp hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân ngày càng nở rộ. Một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết về xứ Phù Tang, Nhật Bản tại Đà Nẵng, đó là lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014. Lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên có ý nghĩa không chỉ đối với người dân Đà Nẵng, những người Nhật đang sống và làm việc tại thành phố, mà còn đối với du khách gần xa. Có thể nói, quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và Nhật Bản đã có bước phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua, kể từ khi bắt đầu tổ chức lễ hội này. Đằng sau sự gắn bó đó, không chỉ có sự hợp tác trên phương diện chính trị, kinh tế, mà còn có sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người, được sinh ra nhờ mối liên hệ, kết nối lịch sử, văn hóa lâu đời giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.